Putin thăm Việt Nam, Tổng Trọng mời, tôi lầm đón vì lý do sức khỏe của Tổng Trọng rất yếu. 2 giờ sáng ngày 20 tháng 6, Tổng thống Putin đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước của Việt Nam trong thời gian 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đón đoàn tại Nội Bài, phía Việt Nam có ông Lê Hoàng Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Theo giới quan sát, tháng 9 năm 2023, khi đón Tổng thống Mỹ Biden tại sân bay, cũng là ông Lê Hoài Trung. Nhưng tháng 12 năm 2023, khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay, lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một thành viên tứ trụ. Điều đó cho thấy, trong mối quan hệ với các cường quốc, lãnh đạo Việt Nam coi trọng nhất vẫn là mối quan hệ với Bắc Kinh. Trước chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Hà Nội, giới phân tích đánh giá ông Putin muốn thể hiện phương Tây rằng Nga không hề bị cô lập. Đồng thời, theo giới quan sát, đây là cơ hội để kiểm chứng về sức khỏe và quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay ra sao. Vì theo dự kiến ban đầu, ông Trọng đưa ra lời mời và cũng sẽ phải là người chủ trì để đón tiếp ông Putin như đã từng đón các lãnh đạo cấp cao khác khi ông mời trước đây. Ngay trước khi ông Putin đến Việt Nam, sau chuyến thăm cấp nhà nước với Bắc Triều Tiên, truyền thông Nga đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì lễ đón chính thức và nghi lễ cấp nhà nước. Sau đó, hai bên sẽ hội đàm song phương và trao đổi các văn kiện ký kết. Tiếp theo, ông Putin sẽ trao đổi công việc với ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam trong bữa sáng và tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế, vẫn theo truyền thông của Nga. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Putin sẽ có cuộc chuyện trò với Tổng Trọng. Cuối cùng là cuộc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Trần Thanh Mẫn. Cũng trong ngày, Putin còn có cuộc gặp gỡ với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tại Liên Xô và Nga trước đây. Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam dường như đã nhận được chỉ đạo rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 là theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là của Chủ tịch nước Tô Lâm như giao thức quốc tế thông thường. Trong 3 chuyến thăm Việt Nam trước đây, Tổng thống Putin từ năm 2001 đều là theo lời mời của các nguyên thủ quốc gia Việt Nam, tức là Chủ tịch nước. Tuy nhiên, chuyến thăm vào tháng 6 năm 2024 này, người đưa ra lời mời lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, đài BBC Việt ngữ đưa ra một lời bình luận gây tranh cãi. Ngay cả khi ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách việc mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng, điều này cho thấy ông Tô Lâm vẫn chưa xoay chuyển được tình hình hiện nay. Thực tế, chiều ngày 20 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Putin, đồng thời là người chủ trì lễ đón Tổng thống Putin tại Chủ tịch nước. Theo nghi thức cấp nhà nước, đây là Chủ tịch nước Tô Lâm. Diễn biến này đúng theo lịch trình mà truyền thông nhà nước Nga đã đưa ra trước đó. Theo giới quan sát, như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đưa ra lời mời với Tổng thống Putin, nhưng Chủ tịch nước Tô Lâm lại là người đứng ra đón tiếp. Điều đó cho thấy quyền lực nhà nước đang có xu hướng chuyển dịch từ đảng sang nhà nước thông qua vai trò Chủ tịch nước Tô Lâm như thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, với lý do sức khỏe quá yếu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng là điều cần phải cân nhắc phương án này. Đây là sự khác biệt so với chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào tháng 9 năm 2023 hay chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Khi đó, quyền lực nhà nước vẫn còn tập trung trong tay Tổng Trọng và ông Trọng đã thay mặt cả đảng và nhà nước chủ trì việc đón tiếp. Điều đó đã làm lu bờ ba nhân vật tứ trụ còn lại. Để xảy ra tình trạng Tổng Trọng mời nhưng lại là Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đón là một sự bất thường khác với trước đây. Trên kênh Thông tấn xã Việt Nam đăng một tấm hình chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Putin ở tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ hết sức yếu ớt. Đây là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Tổng Trọng không đón tiếp Tổng thống Nga Putin. Liệu đây có phải là chỉ dấu báo hiệu tương lai chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm chấm dứt và ông Trọng sẽ buộc phải rút lui khỏi chính trường? Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Putin thăm Việt Nam, Tổng Trọng mời, Tô Lâm đón vì lý do sức khỏe Tổng Trọng hay sao? Nhà nước mua tin tố cáo tham nhũng, vì sao người dân không tin và sợ bị trả thù? Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại hoàn toàn. Càng chống thì tham nhũng ngày càng tăng một cách dữ dội. Các cơ quan chức năng khởi tố bắt giam mãi mà quan tham vẫn không hề giảm. Trước thực trạng như vừa kể trên, tờ báo Tiền Phong vào ngày 19 tháng 6 đưa tin với tiêu đề đề xuất mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng mỗi tin. Bản tin cho biết
tại dự thảo thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp, Bộ Tài chính đề xuất kinh phí mua tin phòng chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng mỗi tin. Theo đó, tin được mua yêu cầu nguồn cung cấp phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và có đủ chứng cứ để kiểm tra, xác minh. Tùy theo nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ quyết định với mức chi phí cho từng trường hợp cụ thể và việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin được thực hiện theo chế độ mặt. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là đề tài không mới. Trước đây, một số địa phương đã có quy định mức chi cho tin báo tham nhũng cụ thể như Thành phố Hồ Chí Minh mức chi tối thiểu 10 triệu đồng mỗi tin. Tỉnh Yên Bái cũng đã trao giải 500.000 đến 10 triệu đồng mỗi tin nếu được sử dụng. Đó là chưa kể tới chỉ thị 27 của Ban Bí thư và kết luận số 12 của Bộ Chính trị cũng khuyến khích người dân tố cáo kèm theo cam kết sẽ bảo vệ sự an toàn cho người tố cáo. Nhưng một số đông đảo có ý kiến đã bày tỏ sự hoài nghi về chủ trương này khi phân vân. Chính quyền mua tin để chống tham nhũng hay tìm cách giăng bẫy với người tố cáo đây? Số đông các ý kiến vẫn cho rằng người dân sẽ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù, với lý do tham nhũng ở Việt Nam đã mang tính hệ thống, có sự liên kết giữa các nhóm lợi ích, thì lấy gì để đảm bảo rằng trong một nội bộ cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực không có tay trong lãnh đạo tham nhũng? Do vậy, khi người dân tố cáo bán tin, chẳng khác nào tự họ rước họa cho bản thân mình. Nói về cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết như sau: ở Việt Nam chuyện gì cũng có luật cả. Chuyện khuyến khích nhân dân tố cáo tiêu cực tham nhũng không chỉ có văn bản quy định, mà ngay cả những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng hô hào. Luật cũng quy định người tố cáo được bảo vệ, nhưng vấn đề là cơ chế để bảo vệ như thế nào thì chưa được cụ thể cho lắm. Thực tế cho thấy pháp luật ở Việt Nam không được coi trọng và thượng tôn. Vì thế, dù chính quyền tuyên truyền hứa hẹn là sẽ bảo vệ người tố cáo, nhưng không ít người vì tố cáo tham nhũng sau đó đã bị trù dập và trả thù. Mà bằng chứng rõ ràng nhất đó là việc của cựu đại úy công an Lê Chí Thành vì tố cáo tham nhũng tiêu cực của giám đốc thị trại giam Thủ Đức, nơi ông Thành công tác, cũng như tố cáo hành vi tham nhũng của lực lượng cảnh sát giao thông. Mà ông Thành đã bị trù dập rồi trả thù, dẫn đến phải vào tù. Cụ thể, ông Lê Chí Thành bị khởi tố bắt giam, sau đó bị tuyên phán 2 bản án tổng cộng 5 năm tù với các cáo buộc như chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong quá khứ, cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã có một câu rất nổi tiếng rằng: đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Và điều này đã trở thành một chân lý. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nhà nước mua tin tố cáo tham nhũng, vì sao người dân không tin và sợ bị trả thù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.